Lúc gần 11 giờ sáng thứ Sáu hôm qua, 28 tháng 4, Đức Thánh Cha đã ra phi trường Fiumicino của thành Roma để đáp máy bay đi Cairo, thủ đô Ai Cập, khởi sự chuyến viếng thăm gần 2 ngày, đúng hơn là 27 tiếng đồng hồ tại nước này. Đây cũng là chuyến công du thứ 18 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài và có khẩu hiệu là Vị Giáo Hoàng của Hòa Bình tại Ai Cập An Bình. Cùng đi với Đức Thánh Cha trên máy bay của hãng Alitalia có hàng chục ký giả quốc tế và 30 người thuộc đoàn tùy tùng. Đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Đức Hồng Y Quốc Cốc, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Vì lý do sức khỏe, Đức Hồng Y Jean-Louis Thorin, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cũng là vị đặc trách đối thoại với Hồi giáo, đã đáp máy bay sang Cairo trước đó. Máy bay trực chỉ phi trường quốc tế của thủ đô Cairo, cách đó gần 2.350 cây số về hướng đông nam. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã chào thăm các ký giả đi cùng và nói: "Đây là một cuộc viếng thăm hiệp nhất huynh đệ. Tôi cảm ơn anh chị em vì hoạt động trong 2 ngày khẩn trương này. Đây là một cuộc công du có một mong đợi đặc biệt vì được thực hiện với lời mời của Tổng thống Ai Cập, của Đức Thượng phụ Tawateros, Đức Thượng phụ Công giáo Alexandria và Đại Imam ở Viện Al-Aqsa. Cảm ơn sự đồng hành của anh chị em vì giúp dân chúng hiểu cuộc viếng thăm này bao nhiêu người muốn theo dõi. Ai Cập, quốc gia Đức Thánh Cha đến thăm, rộng hơn 1 triệu cây số vuông, trong đó khu vực có dân cư sinh sống không vượt quá 6% diện tích toàn quốc. Phần lớn dân chúng sống ở vùng bình nguyên sông Nilo, con sông dài nhất thế giới với 6.671 cây số. 82% lãnh thổ còn lại của Ai Cập là sa mạc. Trong số 90 triệu dân nước này, khoảng 90% theo Hồi giáo Sunnit, 10% là tín hữu chính thống Cốt và có 270.000 tín hữu công giáo Cốt, tương đương với 0,31% dân số. Một giáo hội được thành lập khi một số tín hữu chính thống xin trở về hiệp nhất với Tòa Thánh hồi thế kỷ 18. Giáo hội công giáo tại Ai Cập, ngoài các tín hữu theo nghi lễ Cốt chiếm đa số, còn có 6 nghi lễ khác là Latin, Armeni, Maronite, Công giáo Syriac, Kande và Hy Lạp Menkit. Từ năm 1969, các giám mục và các bề trên cấp cao của các dòng tu họp thành Hội đồng Giáo phẩm Công giáo Ai Cập và được Tòa Thánh phê chuẩn quy chế hồi năm 1992. Chủ tịch hội đồng này hiện nay là Đức Ibrahim Isaac Sedrak, 62 tuổi, thượng phụ thành Alexandria của Công giáo Cốp. Sau 3 giờ 15 phút bay từ Roma, vượt qua 2.350 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đáp xuống phi trường quốc tế của thủ đô Cairo lúc 2 giờ chiều theo giờ địa phương. Đây là một thành phố cổ kính có từ thế kỷ thứ 10 và đông dân nhất tại Phi Châu với 10 triệu dân cư, và nếu kể cả vùng ngoại ô thì lên tới 15 triệu người. Cairo cũng được coi là thành phố đẹp nhất thế giới về nghệ thuật Hồi giáo, và hãnh diện vì chiếm kỷ lục về số các văn sĩ, thi sĩ, ký giả, nghệ sĩ và điện ảnh viên trong thế giới Hồi giáo. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Bộ trưởng Đặc ủy của Tổng thống cùng với Đức Thượng phụ Ibrahim Isaac Sedrak, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm Công giáo Ai Cập, và Đức Sứ thần Tòa Thánh Jean Thomas Limchua cùng với một số chức sắc công giáo tiếp đón và hướng dẫn về dinh Tổng thống ở Heliopolis, cách đó 9 cây số. Hiện diện tại phi trường cũng có một phái đoàn hơn 100 đại biểu Kitô và Hồi giáo đón tiếp Đức Thánh Cha.